Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Sài Thành chấm cơm bên em ngày hôm nay ha. Thì ngày hôm nay thứ bảy thì ngày 17 tháng 9 nha anh chị. Em vừa về Nokia 5310 Express Music nè, cộng với Nokia Mini Speaker MD8 nha anh chị. Tức là kèm theo một cái loa. Cái loa để mình cắm vào cái máy này để mình nghe luôn, nghe nhạc luôn anh chị. Dòng này chuyên cho nghe nhạc mà kèm theo một cái loa như vậy nữa. Rất là độc và hiếm nha. Cái này có thị trường châu Âu mới có nha anh chị. Về em bị mất cái email hộp rồi, nhưng mà vẫn là đảm bảo zin nguyên bản trăm trăm ha. Đây, bên trong cái máy nguyên zin đó. Cái máy này hình thức khoảng 98% anh chị, đã qua sử dụng, có một vài vết xước nhẹ theo thời gian thôi, không đáng kể ha. Anh chị mua về sưu tầm sử dụng cũng rất là ok nha. Đó, để em bên tai nghe, một tai nghe zin 530, đây một cái giắc cắm tai nghe. Tai nghe cái này cắm vô cái máy, thì tai nghe cắm vô cái này đó, vậy thôi. Một viên pin zin này 4CT, 4 sách hướng dẫn sử dụng đồ này kia đầy đủ nha anh chị. Này của nhà mạng O2 nè, cái máy cũng nhà mạng O2 luôn. Đó, này đĩa bên bên đi, chị nào mua về sưu tầm rồi đó, cần mấy cái này. Đó, nó có hướng dẫn này. Đó, về mình xem hoặc là để sưu tầm thôi. Đó, mấy cái này cũng dễ xài, nó có mấy cái chức năng này. Đó, như vậy 530. Cái này là hướng dẫn để mình sử dụng cái lo nè. Để bên cú sạc ba chấu châu Âu nha anh chị, hàng châu Âu thường là nó sạc ba chấu để cáp, sạc cáp cái này mới đọc đó. Đó, đây nút này là phím nguồn, gạt bên trái phải là phím nguồn. Cái này mình cắm vô cái tay, cắm vô cái máy này, mình gỡ cái chua này ra cắm vô cái máy. Ở phía dưới đây là sẽ có pin nha anh chị, bao viên pin ở dưới đây. Tháo lên là sẽ hiển thị cái đồ mình để pin vô đó, rồi mình cắm vô, mình mở nhạc trên máy, mình cắm vô là nghe thôi. Cái này nó jack 3.5, cái lo jack 3.5 nha anh chị, bởi mình xài vô máy Nokia nào mà jack 3.5 là ok hết đó. Chứ không có riêng gì một cái máy 530 ha. Mình mua cái combo này nó rất là tiện. Đó, anh chị nào mua về là sẽ được nguyên combo gì luôn, là nãy giờ đầy đủ hết á. Đó, nhà mạng O2, nhà mạng này anh chị nào thích giọt nước thôi nè. Đó, đây rất là đẹp ha. Bút này về anh chị sưu tầm là rất là hiếm. Cái máy nè, cái máy cũng còn tương đối đẹp nha anh chị, chứ không xuất sắc trăm trăm được nha. Anh chị nào mà đòi kiếm hàng mới tinh á thì cái này không phù hợp đâu, cái này nó có một vài vết nhăm xước nhẹ thôi thời gian. Chứ em cái máy này không không có báo niêu nha anh chị, còn hộp đầy đủ thôi nhưng mà không có niêu trăm trăm nha. Đó, rồi hết rồi đó, như đó camera đầy đủ, camera. Rồi ok, anh chị nào mua thì cứ liên hệ ngay cho em ha. Số điện thoại em có gắn ở phía dưới á, anh chị bấm vô cái phần mô tả là sẽ có số điện thoại của em, có địa chỉ rõ ràng, website đầy đủ nha anh chị. Rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Thấy hay cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nokia Sạch Hành ha. Chúc anh chị có ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc, người thân và gia đình. Hẹn gặp lại trong biết lần sau nha.